Xin chào tất cả mọi người, các anh, các chị, bạn bè của chị, các em, bạn bè của chị Thảo. Hôm nay chị Thảo về quê hương Ninh Bình thăm khu lăng mộ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau hơn 1.000 năm, từ năm 938 trước công nguyên đến một vị vua thứ hai là bác Trần Đại Quang đấy. Đây là quê hương của bác Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước. Đây, mời chị vào đây thắp hương cho bác đấy. Cả nhà đi đâu? Rất là đẹp. Đẹp lắm. Cái này có tâm lại có tầm. Hả? Choàng. Lát bằng đá hết. Hả? Cả nhà dạ, nó đẹp á, đẹp không ạ? Hello cả nhà yêu, đang xem cái nón đẹp, nón đi vào trong này là mình phải hưởng cái mát. Hello cả nhà yêu. Hello bạn yêu, cảm ơn hoàng hậu nha, cảm ơn rất. Hảo bác xây dựng quê hương đất nước. À, ở biết rồi. Kia bên kia đang làm đèn. Hello hoàng hậu nha, hoàng hậu Nguyễn Hà nha. Đây đây, em ra đây cầm máy. Em ra đây. Con kể ra. Minh Anh ơi, đứng quay cho bác. Bác Anh ơi. Nào con cầm máy. Cầm. Hello cả nhà yêu, chào mọi người nha. Ơi hả, bác cũng là một vị vua mà. Năm 938 trước công nguyên, vua Đinh Tiên hoàng đế rồi tập lại. Thì là cũng lại là bác Trần Đại Quang đấy, làm vẻ vang cho quê hương đất nước, rồi mang lại sự bình an cho đất nước Việt Nam đấy. Con chào mẹ nha, em chào chị An Trà nha. Đơn giản đấy, rất đơn giản, xây bằng gạch mộc đấy, rất là đơn giản. Mùng ông này đấy, mùng ông cái này đã màn chưa, cái này là cái này quanh đi bên lăng của. Đúng rồi mẹ ạ. Bác là người tuyệt vời lắm. Quê hương của đất nước Việt Nam biết ơn bác. Nay chúng con về đây là tỏ lòng thành kính, tương nén hương thơm đến công ơn của bác.
mình có chị bình an ngày hôm nay là ơn đảng ơn chính phủ của nó. Có chị bình an đúng không? À, xin cả nhà yêu cảm ơn thả phong nhá. Quế này hữu này à, quế thơm đấy cụ tổ anh cũng trồng hoa người quế cho cụ mà. Em chào chị Trà, Trà nha chị ơi. Em hôm qua em về đám ma em của anh trai bố anh trai thấy điên mất nên là em về. Em về xong thì hôm nay em Minh lại đón em về Ninh Bình. Đây. Hôm nay mời chị đi thăm quê hương Ninh Bình. Ở cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, ngày mai là em lại dẫn chị lên thắp cho vua Đinh Tiên Hoàng đế. Ngày xưa là đấy bông lau làm cờ trận đấy, chào bạn 12 sứ quân đấy chị. Mai em sẽ dẫn chị lên. Con chào mẹ, mẹ ơi. Em Minh đang đón con, đưa con đi đến. Đẹp nhỉ. Đẹp quá. Cả thầy nữa mẹ, cả thầy nữa. Con cảm ơn mẹ nhá. Nắng con phải đội nón đi mẹ. Cảnh đẹp lắm mẹ. Hôm nay em mới bắt con phải về đây để thắp nén tâm nhang cho chủ tịch nước. Đấy. Cảnh rất đẹp này. Đấy, em cả nhà yêu. Em chào chị An Trà, chị gái ơi, chị đang ở đâu đây? Chị gái ơi, chị đang ở đâu đây? Dạ vâng. Vâng chị yêu ơi. Đấy. Đấy. Hello cả nhà yêu nhá. Vâng mẹ ạ. Em bảo là đi đâu thì đi nhưng mà chị về Ninh Bình em dẫn chị. Mời chị. Mời cái gì? Như nào? Mời chị về quê của bác Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước Việt Nam đấy. Quá. Mà chúng con trong ngày hôm nay là ơn đảng ơn chính phủ đến đây xin đèn những người cầm quyền để cho chúng con có cuộc sống bình yên ngày hôm nay đấy. Đấy. Xin được đấy. Bác đây có công cái trận gọi là trận ở Lào đấy. Rất Lào. Hello cả nhà. Con là như nào? Cả nhà thật tim đây, cả tim đây hả? Có công như nào? Cái đạt mà một đợt như là bọn robot đấy. Bác chỉ đạo bác Khang nó dẹp chứ nhỉ. Nó bao được phong đại tướng luôn này. Đấy. Cuộc sống bình yên của mình ngày hôm nay là ơn đảng, ơn nhà nước, ơn người cầm quyền. Lo được cho nhân dân cuộc sống bình an. Đấy chị. Quá. Chị ơi. Em về em chị em nhà em về thắp đèn tân nhang cho bác. Hello cả nhà yêu nha. Quá đẹp. Đẹp lắm. Đẹp. 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 Dạ. Mũ đẹp á? Như Trung Quốc á? Cái bang. Cái bang. Anh ạ. Em là cái bang. Anh ấy bảo có quả lón đẹp đấy. Đi vào đây nắng ráo thì em phải cái đội như này chứ. Anh không thích lên à? À thế thì thôi. Anh bảo vệ đây đúng không? À. Bác hết quá rồi. Anh vào đây là ngắm cảnh hay là như nào đây? Chị ơi, chị đang ở Mộc Châu ở đâu? Chị đang ở đâu? Nóng quá chị ạ. Không, đủ ve chai đúng hết. Tặng anh cái nón á. Anh vừa xong anh cứ tặng làm sao được.
Hôm trước chị về đấy em cũng đến. À. Không rồi ông. À thế à chị? Vâng. Chị bảo luôn mới về đây cũng độ cái này. Hôm nay em đi về đấy thì vương em cũng không dám mặc dáng gì chứ. Vì không mặc dáng gì. Chị có dễ bị nói chuyện. Em không mặc dáng gì, không mặc làm gì. Uống đi. Dạ. Uống à? Mời thì em uống. Qua dầm chị lên à? À vâng, 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 chị yêu. Chúc cô đi vui vẻ, cảm ơn Tùng Linh nha. Ok. Ông anh ấy ở đây xin cái nọt. Xin thì mình đội bằng cái gì? Rộng nhỉ? Đẹp quá đẹp. Bỏ nó đánh sâu sâu tí đầu núi này này. Hôm nay nó còn knock down khác cơ mà. Facebook này em bị nó đình chỉ cả hai nick rồi chị ạ. Nên là không ai xem được. Chỉ một hai người xíu vào bình luận này. Nóng quá chị ạ. Rộng nhà em nhỉ? Hello cả nhà yêu. Hôm nào lên alo cho em nhé chị nhá, chị yêu nhá. Chào mọi người nhé. Nóng quá, toát mồ hôi.